xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube truyện Đăng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 154 của bộ truyện Tiên Hiệp bậc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, quan giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 154 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói lúc bây giờ khi phách hạ lão tổ phóng xuất ra khí tức kinh khủng của mình, hai tòa đại trận chu thiên tinh cung đều lọt vào trận áp, hơn một nửa trận pháp phải dừng vận chuyển. Mặc dù chu thiên tinh cung do nhiều nhân hoàng và các cao thủ khác thúc giục cũng không thể làm cho hai tòa trận pháp này vận hành hoàn toàn, trong lòng không khỏi kiếp sợ vạn phần. Trong trận rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao đột nhiên lại xuất ra nhiều lực lượng kinh khủng như vậy? Thậm chí ngay cả chúng ta cũng không thể hoàn toàn thúc giục đại trận được vậy. Dương tả sứ thất thanh nói, phần đông cao thủ Chu Thiên Tinh Cung quần tinh tập trung, cổ cố lực lượng này gần với Thái Dương Thần Cung, vượt xa các thánh địa khác, thậm chí vượt qua cá nhân Hoàng Đỉnh Phong. Cố lực lượng khổng lồ này thúc giục hai đại cấm bảo, vậy mà vẫn bị lực lượng thần bí trong trận kia mạnh mẽ chấn áp. Có thể thấy được, cố lực lượng kia cường đại đến trình độ nào. Không chỉ có bọn họ, thậm chí ngay cả các thánh chủ lớn trong Chu Thiên Tinh Cung cũng nhận thấy được trong trận khác thường. Trong hai tòa đại trận giống như có cự thú ở trong đó rời sông lấp biển đột nhiên hai tòa đại trận này phồng lên thành một khối lớn giống như một tấm bia đá khởi động hai tòa đại trận hình thành vũ trụ tinh không khoảng cách giữa yêu chủ và đám người với hai tòa đại trận là gần nhất nhanh chóng phát hiện ra tấm bia đá kia thực sự không phải là tấm bia đá thật mà là một cỗ năng lượng lớn kinh khủng đẩy đại trận đến phồng lên hình thành dị tượng tấm bia đá kia cao tới mấy vạn dặm đứng cao chất vót phía dưới phồng lên một cái mai rùa thật lớn chỉ thấy trên tấm bia đá kia dường như còn có chứa nhiều phù văn dấu ấn kỳ kỳ cái quái yêu chủ cẩn thận phân biệt hoảng sợ phát hiện những ký hiệu này căn bản không phải phù văn mà là văn tự chỉ có điều viết ngoáy quá mức thoạt nhìn bộ dạng rất huyền ảo thần bí ta là vô địch rồi ta đã mạnh mẽ tới mức chính mình cũng không thể đánh chết được chính mình nữa rồi quỳnh tiêu công chủ lẩm bẩm trong miệng đọc văn tự trên tấm bia đá thất thanh nói tấm bia đá này giọng điệu thật lớn chẳng lẽ trong trận lại đột nhiên nhiều thêm một nhân vật viễn cổ hay sao lúc này thậm chí ngay cả ma hoàng và hai vị tuần thiên sứ đang cùng với tinh đế cấm pháp phân thân giao thủ cũng cảm giác được trong hai tòa đại trận đang tồn tại một lực lượng khủng bố vô cùng không khỏi tâm thần bất ổn bên trong trận diệp phúc cuối cùng cũng nhận ra pháp lực vô hoàng dung mãnh hùng hùng mạnh tột cùng đến cỡ nào hắn đã từng thấy qua nhiều vô hoàng nhưng phần lớn đều là sắc chết pháp lực vô hoàng đã sớm tán đi trong khoảng không chỉ lưu lại khí thế mà thôi. Vu Hoàng cấm pháp phân thân Diệp Phúc cũng đã gặp qua mấy tôn, tỉ như Tuyên Hoàng phân thân trong Thương Nguyệt Thần Châu cùng với Ma Hoàng phân thân, Tuần Thiên Sứ cấm pháp phân thân, pháp lực cũng không thể nào bảo là không hùng hậu. nhưng tất cả những cái đó đều không phải là trạng thái toàn thịnh của Vu Hoàng. Thương Nguyệt Thần Châu nói đến cùng cũng không phải Vu Hoàng, thậm chí còn không có cảnh giới Vu Hoàng. tuy nhiên pháp lực của nó có thể dẹp ngang Vu Hoàng. khó trách Ma Hoàng nói. Tinh đế có thể cùng cấm pháp phân thân của hắn thực lực địa vị ngang nhau, thế nhưng gặp chân thân của hắn một chiêu cũng không tiếp được thì sẽ bị giết ngay. Vu Hoàng thực sự thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên mặc dù là hùng mạnh như phách hạ lão tổ cũng không thể chở tấm bia đá chân lưng mà chạy tán loạn khắp nơi, sức nặng tấm bia đá này thật sự vượt qua tưởng tượng của Diệp Húc. Tấm bia đá này Diệp Húc chỉ có thể nhấc lên nhưng muốn nâng lên lại không có khả năng này, hơn nữa thêm sức nặng của phách hạ lão tổ hắn tự nhiên càng không có cách nào mà khiêng phách hạ lão tổ đi bắt hạ gia thánh chủ bởi vậy diệp phúc cũng không có ý đồ khiêng phách hạ lão tổ lên chỉ có thể trơ mắt nhìn tỏ vẻ lực bất tòng tâm lão tổ tông người nhất định đã bị tiểu tử này mê hoặc rồi đã trúng quỷ kế của hắn ta rồi hạ gia thánh chủ rất nhanh phục hồi lại tinh thần vừa sợ vừa giận vui sướng vừa rồi tất cả đã không cánh mà bay gào to một tiếng điểm như nói chấm sự từ tiểu tử này trước sau đó sẽ giải thích tỉ mỉ với lão tổ tông hắn toàn lực thúc giục sáu đỉnh của hạ gia lập tức khiến cho ba đỉnh thiên địa dương cộng hưởng chín tòa đại đỉnh âm thanh ong ong kéo sắt lẫn nhau gần như hợp lại là một nếu chín tòa đại đỉnh này hợp lại là một thì phải là thánh bảo thánh hoàng chi bảo trở thành một trọng bảo tuyệt thế có thể chấn áp thế giới vô hoang Các loại uy năng khủng bố này kích phát một đám chỉ sợ vô hoàng cũng không thể đối phó tuyệt đối có thể đem diệp phúc oanh Thành cho tàn. Cửu đỉnh đều hiện chỉ có ở Đại Hạ và thời kỳ thịnh thế mới có thể xuất hiện khủng bố vực này. Từng tòa đại đỉnh lơ lửng giữa không trung, bên dưới mỗi miệng đỉnh đều có một viên tinh cầu lớn nhỏ giống như đại đỉnh. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lên, dường như ở trên không trời nổi lơ lửng cửu tòa, bốn phương có bốn tinh cầu. Chín tòa đại đỉnh này, trong đỉnh có số lượng không gian vô cùng. Một tòa đại lục lơ lửng bên trong dòng khí bạc phơ mờ mịt, đại đỉnh sâu thẳm nhìn không thấy đáy trong đỉnh khí cơ bắt đầu tăng vọt cửu đỉnh đều đã xuất hiện uy năng chín tòa đại đỉnh này khí cơ kéo sắt lẫn nhau rút cục hoàn toàn sống lại chết đi trở chấm cửu đỉnh chấn động từng sợi khí cơ phát ra từng đạo trận vân chấn áp chư thiên oanh hướng diệp húc. trận vân này chưa hạ xuống liền đem viên tinh cầu dưới chân bọn họ xé rách chấn vỡ bắt đầu trôi nổi hóa thành cho tàn phốc một tiếng ngọc chân đại sư há mồm phun ra một đạo máu tươi màu vàng cũng là do viễn cổ đại phật căn bản không thể chống lại uy áp kiều đỉnh nên hắn bị chấn cho trọng thương hắn mặc dù là nhân hoàng đỉnh cao là thánh chủ nắm trong tay cấm bảo nhưng viễn cổ đại phật mà so sánh với kiều đỉnh trấn áp vu hoang đại hạ không biết còn kém nhiều hay ít loại uy năng này căn bản không phải cấm bảo có khả năng chống lại càng miễn bàn đến kiến mộc thần trượng trong tay diệp phúc kia chỉ là một kiện cấm bảo bán thành phẩm có thể tưởng tượng nếu diệp phúc lấy kiến mộc thần trượng đánh bừa vào kiều đỉnh thần trượng trong tay và cả thân xác của hắn đều sẽ bị chấn cho tan xương nát thịt không phải con cháu đại hạ cũng muốn vận dụng đại hạ kiều đỉnh sao Phách hạ lão tổ hừ lại một tiếng từng đạo điệp vân giống như năng lượng quanh thân trào ra hướng kiều đỉnh bước tới từ từ nói loạn thần tặc tử người ngay cả cấm pháp đại hạ kiều đỉnh đều không có học toàn bộ lại muốn đoạt kiều đỉnh trong tay lão tổ chẳng phải là nằm mơ hay sao Kiều Đình phun ra khí cơ và trận vân gặp được dáng quang này, giống như bình thường thủy triều rút xuống, lập tức liền thu hồi trở về trong đỉnh. Lão ô quý, ngươi gian ngoan bất linh, bao năm sống ở trên thân chó, hôm nay chấm chân áp người trước vậy, giáo huấn cho cái đầu rùa ngu xuẩn của ngươi để cho ngươi phải nhớ mãi. Hạ gia thánh chủ giận tí mặt, y tuy rằng biết phách hạ lão tổ là lão tổ tông, vì bá hạ dù sao cũng là bất tử ý chí của đại hạ hoàng triều, chức trách là thủ hộ đại hạ, Tuy nói là đại hạ thủ hộ thần Nhưng dù sao cũng là thần vật do đại hạ bồi dưỡng được Giờ phút này lửa giận bùng lên Y lập tức đem sự cung kính ném ra sau đầu Giận dữ quát to một tiếng Kiều đỉnh đều xuất hiện Hướng phách hạ lão tổ đánh tới Tính toán trước hết đánh cục lão long quy này Sau đó diệt trừ diệp húc Mỗi một cấm bảo bên trong chín tòa đại đỉnh này Đều có thể nói là đứng đầu cấm bảo Uy năng kiều đỉnh kết hợp lại phóng đại vô hạn Hạ gia thánh chủ tuy rằng còn chưa thể làm cho kiều đỉnh hợp nhất được nhưng chỉ cần đem kiều đỉnh tới lên là có thể dễ dàng gạt bỏ mọi tòa thánh địa thậm chí ngay cả tòa đại chu thiên tinh đấu trận đồ và tinh hà chủ quang đại trận đều hoàn toàn đình chỉ vận chuyển ở bên trong chu thiên tinh cung có nhiều thánh chủ từ xa nhìn lại chỉ thấy trong hai tòa đại trận đột nhiên dâng lên hình dạng chín tòa đại đỉnh trong lòng họ khiếp sợ không hiểu hạ gia kiều đỉnh sao chẳng lẽ hạ gia thánh chủ rốt cuộc đã tìm lại được ba đỉnh thất lạc thiên địa dương kiều đỉnh cuối cùng đã hợp lại làm một rồi sao thực lực nguyên bản của hạ gia thánh chủ cực kỳ mạnh mẽ giờ phút này kiều đình tê tú người trong thiên hạ có thể chống lại y chỉ sợ không có mấy người có nhiều thánh chủ nghĩ đến hạ gia thánh chủ đã có được kiều đình thế tất sẽ trở thành đầu sỏ cường đại nhất trong thiên địa chỉ sợ ngay cả tinh đế cũng không thể chống lại y trong lòng không khỏi có những tính toán nhỏ nhặt muốn quay đầu lại đầu nhập vào chỗ y ủng hộ y là lãnh tụ thiên hạ thánh địa loạn thần tặc tử quả nhiên lộ ra nhanh vút rồi Phách Khả lão tổ hưng phấn vô cùng, đột nhiên há mồm phun ra một cái, Chín đạo cấm pháp hóa thành đỉnh hình, phóng lên trời cao kết hợp với kiều đỉnh. Hạ gia thánh chủ lập tức cảm thấy, chín tòa đại đỉnh này thoát khỏi sự khống chế của y, bị Phách Khả lão tổ đoạt mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Hạ gia thánh chủ đã không được học toàn bộ kiều đỉnh cấm pháp, bởi vì thiên địa dương ba đỉnh bị trộm, làm cho ba đỉnh này cấm pháp thất truyền, mà Phách Khả lão tổ thì lại đem chín tòa đại đỉnh cấm pháp hết thảy nắm giữ trong lòng, hơn nữa, pháp lực lại vô cùng thâm hậu nên có thể dễ dàng đoạt quyền kiểm soát kiều đình thiếu báo kiều đình lão tổ đã thay ngươi đoạt lại toàn bộ lần này ngươi nên hài lòng đi phách hạ lão tổ cười ha hả kiều đình lại chìm vào trong yên lặng càng ngày càng nhỏ dừng ở trên đỉnh đầu của diệp phúc khe khẽ giáo huấn nói mau thu lại không lại bị người ta đoạt đi bây giờ diệp phúc mừng rỡ liền tranh thủ thu hồi kiều đình tồn nhập vào trong ngọc lâu cười nói Đà tả lão tổ đã thành toàn hiện giờ cửu đỉnh này cuối cùng vật quy về nguyên chủ rồi hạ gia thánh chủ thế thế trong mồm phun ra một búng máu trong lòng vô cùng tuyệt vọng diệp phúc nước mắt nhìn y trầm giọng nói lão tổ nghệ hoàng mặc dù đã chết thế nhưng huyết mạch của y vẫn còn kính xin lão tổ hãy chủ trì công đạo cho ánh sáng thiên lý phủ xuống đại hạ ta hừ lão tổ hận nhất chính là loại nghịch tặc này có đúng huyết mạch nghệ hoàng không vậy hôm nay lão tổ lên đem huyết mạch của ngươi đoạt lại con long quy này gian nan nâng móng vuốt lên nhẹ nhàng một chút hạ gia thánh chủ lập tức bị pháp lực khủng bố giống như vua hoàng định ở giữa không trung mặc dù mạnh mẽ như y cũng không thể nhúc nhích được hư không ấn, trường không ấn. hạ gia thánh chủ giận quát một tiếng ý đồ thi triển chư thiên thần vương công đức ấn thoát khốn mà ra trốn tiêu mà đi không lường được pháp lực của phách hạ lão tổ vượt qua hắn không biết gấp bao nhiêu lần một chỉ chi lực lên trên áp pháp lực của y khiến quanh người y tất cả tu vi hết thảy không thể vận dụng được thân thể y đột nhiên lao ra một cỗ khí huyết phóng lên cao cũng là phách hạ lão tổ đem huyết mạch của đế khúc thần vương trong cơ thể hắn đoạt đi khí huyết này vô cùng tràn đầy tích chứa uy năng khủng bố nhưng khi dừng ở bên trong pháp lực phách hạ lão tổ ngay cả sức phản kháng cũng không còn dễ dàng bị ngưng tụ hóa thành một đoàn huyết cầu không ngừng mấp máy nghệ hoàng người đoạt đi huyết mạch viễn cổ thần vương của đại hạ ta dung nhập vào trong huyết mạch con cháu hậu bối của mình hiện giờ lão tổ ta liền đem huyết mạch thần vương của ngươi thu hồi lại trong cơ thể hạ gia thánh chủ lại có một đạo khí huyết lao ra cỗ khí huyết này hơi có chút bạc nhược cũng là huyết mạch thần vương chưa lực cũng bị ngưng tụ hóa thành ba đoàn huyết cầu lão tổ tông chậm đúng thật là huyết mạch đại hạ ma hạ gia thánh chủ còn chưa từ bỏ ý định ra sức dãy rủa kêu lên Loạn thần tặc tứ Ngươi còn muốn hoài nghi chỉ số thông minh của lão tổ ta sao Phách khả lão tổ tiếp tục Lục đoạt huyết mạch trong cơ thể của y Ha hả cười nói Lão tổ ta thần thông quảng đại Sớm đã biết được hết thảy Nghệ hoàng nghịch thân này Chính là quân cờ thiên giới phái xuống Phá hư sang sơn đại hạ ta Huyết mạch của ngươi giống như của y Nhất định là con cháu nghệ hoàng Giết nhầm còn hơn bỏ sót kìa rốt cuộc tất cả huyết mạch lực trong cơ thể hạ gia thánh chủ đã bị rút hết không còn tu vi quanh thân tiêu tan nhanh trong chớp mắt lên từ cảnh giới gần vô hạn vô hoàng rơi xuống đến trình độ đỉnh cao nhân hoàng trong lòng đã tức giận lại càng hoảng sợ phách khả lão tổ kiềm chế hơi thở trong chu thiên tinh cung có nhiều cao thủ lập tức cảm giác được áp lực nhẹ đi lập tức thúc giục hai tòa đại trận đại trận lại vận chuyển trong phút chốc liền đem tất cả sức sống hạ gia thánh chủ rút đi trong nháy mắt liền nghiền nát y thành cặn bã hai tòa chu thiên tinh cung vận chuyển trong nháy mắt ngọc chân đại sư không bị hơi thở của phách hạ lão tổ chấn áp lập tức thúc giục viễn cổ đại phật ý đồ cao chạy xa bay không quanh co vận chuyển ở trong đại trận nữa từng mặt tinh phiên tung bay từng tôn chu thiên tinh quân xung phong liều chết và đến rất nhanh bao vây y trong đó thậm chí đủ để có thể so với cấp bậc cường nhân như tinh đế và ứng tông đạo viễn cổ đại phật tuy mạnh nhưng ngọc chân đại sư không có năng lực đem uy năng của vị đại phật này phát huy hoàn toàn lập tức lâm vào bị động chỉ có thể đau khổ mà chống đỡ hắn chống cự gian nan với uy năng của chu thiên tinh đấu đại trận thì đối với phòng ngự tinh hà trụ quang không thể tránh khỏi sự suy yếu bạc nhược Chủ quang trận đã bắt đầu ăn mòn thọ nguyên của y chỉ thấy kim thân của y bắt đầu từ từ già cỗi thọ nguyên giống như mặt nước chảy ra tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng cứ thế đi mãi mặc dù y không bị chu thiên tinh quân đánh chết cũng sẽ chết già ở trong trụ quang đại trận cùng lúc đó vô cùng vô tận chu thiên tinh lực dũng mãnh đi vào trong di la thiên địa tháp của diệp húc khiến uy năng bảo tháp này không ngừng tăng lên di la thiên địa tháp có thể nói là khắc tinh của hai tòa đại trận thiên nhiên này giờ phút này có phách khả lão tổ bên người diệp húc lại như cá gặp nước không ngừng đem uy năng hai tòa đại trận mà cắn nuốt thiếu báo, lão tổ ta đem huyết mạch dính cố thần vương trong cơ thể nghịch tạc rút ra hiện tại đánh vào trong cơ thể của ngươi khiến tu vi của ngươi được nâng cao phách khả lão tổ thu hai luồng máu thần vương viết lên tấm bia đá một dòng chữ nói rằng lão tổ vĩ đại hôm nay xử tứ một nghịch tặc lấy trộm huyết thống đại hạ dám nghi ngờ chỉ số thông minh của ta sao? Sau đó lập tức cao thấp tung bay đánh giá dịp phúc của mồm nói máu trong hai luồng thần vương này có năng lượng kinh người có thể đưa tu vi của ngươi tăng vọt lên tới cảnh giới nhân hoàng. Dịp phúc nghe vậy lắc đầu cự tuyệt cười nói lão tổ ta hiện giờ đã đi ra một con đường lên vu hoàng khác rồi với con đường mà dính cố thần vương là hoàn toàn không được cùng đường thành tiệu tương lai chưa chắc tay yếu hơn bọn họ đâu. Là nghĩ không cần nhờ vào lực lượng thần huyết Tự mình khai sáng ra một truyền kỳ Một phen sự nghiệp kìa Ừm. có tiền đồ Tuy nhiên nếu ngươi không luyện hóa dính cố thần vương thần huyết Chẳng phải là huyết mạch đại hạ ta Sẽ đoạn tuyệt sao Lão Long Quy này có chút khó xử Nhíu mày khổ sở suy tư Đột nhiên lóe lên một ý tưởng Ha ha cười nói À lão tổ ta có một chú ý Lão tổ ta quả nhiên là một thiên tài Diệp Phúc trong lòng buồn bực chỉ thấy phách hạ lão tổ dương dương đắc ý nói người sinh kế tiếp một hài nhi sau đó lão tổ đem dính cố thần vương máu này đánh vào trong cơ thể của hắn không phải là thành hay sao bởi vậy huyết mạch đại hạ ta cũng sẽ không đoạn tuyệt sau đó lão tổ lại đến giúp đỡ hắn lập quốc thành lập bá nghiệp bất thế nhất thống thiên hạ nó càng nói càng hưng phấn không chỉ có công phục trí tuệ sâu xa của mình nó kể nói trọng trách phục cưng đại hạ nay đặt ở trên vai của ngươi rồi Sớm sinh cho Lão Tổ một hài nhi Lão Tổ sẽ dạy dỗ Tương lai nhất định sẽ có tiền đồ Có tiền đồ Giờ Phúc nghẹn họng nhìn chân chối Không biết nên nói thế nào cho phải ờ, Lão Tổ Cái loại chuyện này Nói sinh là có thể sinh được ngay hay sao Chúng ta còn đang bị vây ở trong trận Bây giờ nói chuyện này Có phải là quá sớm hay không Phách khả Lão Tổ quay đầu đánh giá chung quanh Rồi đột nhiên từng cỗ pháp lực Nhảy vào trong di la thiên địa tháp của Diệp Phúc cỗ vào tháp này đột nhiên kế tiếp tăng vọt càng ngày càng cao pháp lực của nó so với diệp phúc thâm hậu hơn không biết bao nhiêu lần diệp phúc không thể hoàn toàn thúc giục uy năng diên la thiên địa tháp nhưng có pháp lực phách khả lão tổ giúp đỡ lập tức đem uy lực của bảo tháp này phát huy ra mười thành chỉ thấy trong nháy mắt diên la thiên địa tháp liền cao tới mấy vạn dặm bảo tháp ngang trời truyền đến dẫn lực vô tận hút được chu thiên tinh đấu đại trận và tinh hà trụ quang trận hư không từng đợt từng đợt sụp xuống lão tổ hiện tại giúp ngươi phá hai tòa đại trận này sau khi ra khỏi đại trận ngươi liền lập tức sinh cho lão tổ một hài nhi khí phách của phách hạ lão tổ bắn ra bốn phía trầm giọng nói uy năng di la thiên địa tháp được phát huy đến mức cực hạn thậm chí ngay cả từng khỏa tinh cầu cũng bị kéo dắt mà đến điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong không chỉ có như thế còn có đến mấy ngàn vạn dặm bên trong tinh hà chủ quang đồng dạng bị di la thiên địa tháp hút đến không ngừng dũng mãnh tiến vào trong thân tháp pháp lực phách Khả lão tổ thật là mạnh chỉ sợ là gấp vạn lần ta diệp phúc không khỏi hướng tâm trí về khó trách vô hoàng có thể nói là vô địch loại pháp lực này đích xác mạnh mẽ cường hoành đến thái quá ở bên trong chu thiên tinh cung dương tả sứ và đám người chỉ thấy trong hai tòa đại trận đột nhiên dừng thẳng lên một tòa tháp cao cùng sở hữu 16 tầng lập tức chỉ cảm thấy uy năng hai tòa trận pháp chu thiên tinh cung đại trận và tinh hà chủ quang đại trận đang nhanh chóng ngâm nước thu nhỏ không khỏi nói một tiếng hỏng bét Vừa rồi trong hai tòa đại trận đến thuật cùng đã xảy ra chuyện gì Căn bản không có người biết được Lần này đột nhiên lại nhiều thêm một tòa bảo tháp Bắt đầu hấp thu uy năng hai tòa đại trận Dĩ nhiên sẽ làm suy giảm căn bản uy năng đại trận Làm bị thương đến căn bản cấm bảo Đây là một cỗ lực lượng kinh khủng đến bực nào Tòa bảo tháp này Đồ sộ đứng vững nuốt trôi cổ vòng Đem không gian hai tòa đại trận cắn nuốt Không quá lâu lại dài ra thêm một tầng Hóa thành 17 tầng Ta nhớ ra rồi trước đây không lâu năng lượng hai tòa đại trận đã đột nhiên biến mất một bộ phận khẳng định chính là tòa bảo tháp này phá rối rồi dương tả sứ sắc mặt hiện ra một đạo thanh khí tức giận mà nói một gã cao thủ tinh cung sắc mặt lạnh như cho tàn thất thanh nói bằng lực lượng của chúng ta không thể ngăn cản bảo tháp này được nếu kéo dài thêm nữa hai tòa thủ hộ đại trận tinh cung ta tất sẽ bị quái tháp này cắn nuốt thiết thấy không còn bây giờ làm gì đây Tình đế giờ phút này đang cùng ba vị vua hoàng cấm pháp phân thân tác chiến, không rảnh bận tâm nơi đây. Lần này tinh cung ta hỏng bét rồi, hỏng bét rồi. Ngọc Trân đại sư từ đầu vốn đã thân vùi lấp bên trong vây công của nhiều chu thiên tinh quân, giờ phút này hai tòa đại trận bị diên thiên địa tháp khắc chế, đại trận lập tức không ổn. Chu thiên tinh quân phản ứng chậm chạp, khiến cho lão không khỏi buông tiếng thở dài, áp lực giảm đi nhiều, vội vàng thoát thân mà chạy. Lão hãm nhập vào trong trận, trong khoảng thời gian này giờ thì có lẽ dầu hết đèn tắt vì hai tòa đại trận xóa nhòa đại bộ phận sức sống đang dần dần già như lão tông mặc dù là kiểu truyền kim thân cũng đều bị trận pháp xóa nhòa mục nát đến không chịu nổi nếu không phải viễn cổ đại phật chỉ sợ lão đã sớm chết ở trong trận diệp thiếu báo tiểu tử này lại có vô hoàng tương trợ khó trách không kiêng để gì như vậy ai cũng dám đắc tối lão cấp tốc bay đi ý đồ trốn thoát khỏi đại trận Di La Thiên Địa Tháp chính là khắc tinh của Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Tinh Hà Chủ Quang Đại Trận, khắc chế hai tòa đại trận này dễ dàng. Nhưng đối với Viễn Cổ Đại Phật, lực khắc chế lại kém hơn một chút, bởi vậy Ngọc Chân Đại Sư mới có thể trốn thoát được. Đoang một tiếng, một gốc cây ngọc thụ đột nhiên từ phía sau đập đến, quật ngã Ngọc Chân Đại Sư. Ngọc Chân Đại Sư nổi giận, gầm lên một tiếng, Viễn Cổ Đại Phật một trường quét về phía sau, đánh bay kiến mộc thần trưởng. Trên đỉnh đầu Diệp Phúc, Di là Thiên Địa Tháp đánh tới thật nhanh, cười dài nói: Ngọc chân đại sư, hiện giờ ngươi còn muốn đi hay sao? Trên đỉnh đầu của hắn không chỉ có một tòa bảo tháp, đồng thời còn có một tòa ngọc lâu. Lầu tháp quay trung quanh lẫn nhau, xoay quanh lẫn nhau. Trong lầu từng đạo điệp văn hình hoa tràn ngập ra, dung mãnh nhập vào trong bảo tháp, hút đến từng khỏa sao, từng đạo ngân hà dung nhập thân tháp. Đây là hắn đem phách khả lão tổ thu vào trong ngọc lâu, một lực lượng phách khả lão tổ đến thúc dục Di La Thiên Địa Tháp phá vỡ hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung. Diệp Thiếu Báo lão tăng của ngươi không oán không kiêu, tại sao ngươi lại gây sự? Ngọc chân đại sư sắc mặt kịch biến, vội vàng phóng người lên, dừng ở bên trong cây phật thủ lớn, cao giọng mà nói: không thì lão tăng của ngươi tương lượng, chỉ cần lão tăng ra khỏi hai tòa đại trận này, lập tức đến trước mặt những người đứng đầu ở các thánh địa lớn, đề cử ngươi là lãnh tụ thánh địa trong thiên hạ. Tiểu quang minh thánh địa ta cũng ví như thiên lôi người xa đầu đánh đó, lãnh tụ tất cả các thánh địa trong thiên hạ là vinh quang bậc nào? tương lai thành lập đế quốc thống nhất vua hoàng trở thành vua hoàng tất cả đều không nói chơi đại sư diệp mẫu vừa rồi yêu cầu ngươi đầu nhập vào chỗ ta người cố tình lựa chọn hạ ly hiện giờ muốn quay đầu ư cũng đã quá muộn rồi diệp phúc bịt tai không thèm nghe một trượng nơi tay hiện ra bản vương bất diệt chân thân thân thể vạn trượng đầu đội trời chân đạp đất giống như thần minh khai thiên lập địa một trượng hướng ngọc chân đại sư mà đánh tới diệp thiếu bảo ngươi từng bước bức bách ta nghĩ lão tăng ta ngồi không hay sao ngọc chân đại sư giận quát một tiếng đột nhiên thân thể tương dung với viễn cổ đại phật tự thân đó là phật đà kim quang vạn trượng nét mặt từ bi lật tay đánh ra một trường. liền đem kiến mộc thần trượng bắn lên cao điểm như nói nếu không phải lão tăng e sợ sau lưng ngươi có chỗ dựa là vô hoàng mười ngươi lão tăng cũng có thể chu sắt tại chỗ được diệp phúc gào to một tiếng lại một trường đánh tới mỉm cười nói ngọc chân Phặc cả lão tổ sẽ không nhúng tay vào, khi ta và ngươi quyết đấu đâu? Chỉ bằng ta và ngươi ngay tại đây, trong hai tòa đại trận này, đánh nhau chết sống một hồi... chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, ta lên thả ngươi một con đường sống, còn nếu ngươi thua thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Diệp Thiếu Báo, đời chính là ngươi nói, hôm nay Phật gia liền đem ngươi đánh chết, xem ngươi có thể giữ tín hay không đây. Viễn Cổ Đại Phật quát lớn, miệng phun Phật âm, Phật âm xung động, oanh kích về bảo tháp và ngọc lầu ở trên đỉnh đầu của Diệp Phúc một trận không ổn, lập tức nắm tay như quả núi. Một quyền oanh đến, bất động thần vương. Diệp Phúc triển khai bất động thần vương ấn đối chiến với cái cấm bảo này. Một quyền chi uy, thân thể gần như văng tung tóe. Nếu hắn lấy thực lực của chính mình còn không phải là đối thủ của Ngọc Trân Đại Sư. Huống chi Ngọc Trân còn có được viễn cổ đại phật cấm bảo loại này. Nhưng nếu mượn dùng lực lượng của phách hạ lão tổ xử lý Ngọc chân như vậy, công đức kim lân của Ngọc Trân Đại Sư sẽ không tính đến trên đầu của hắn mất nhiều hơn được. Ngọc Trân đại sư thân đứng đầu tiểu quang minh thánh địa, công đức kim luân của hắn là thiện quả. Diệp Phúc thân là ma đạo, công đức kim luân là nghiệp quả. Thiện ác không được cùng tồn tại. Nếu Ngọc Trân đại sư xử lý Diệp Phúc, liền có thể đạt được thiên đại thiện quả. Vừa mới tu thành tám đạo kim luân mà đồng dạng đạo lý ấy, Diệp Phúc nếu xử lý Ngọc Trân cũng có thể đạt được thiên đại nghiệp quả. Tội ác cuồn cuộn, khoản thiên đại nghiệp quả này đủ để cho Diệp Phúc đem công đức kim luân tu luyện tới hoàn cảnh đại viên mãn nhưng ngọc chân đại sư nếu chết ở trong tay phế hạ lão tổ như vậy khoản công đức này sẽ không tính ở trên đầu diệp phúc cũng cùng một đạo lý lần này diệp phúc cũng muốn nhờ áp lực của vị tuyệt đỉnh cường nhân vị ngọc chân này hơn nữa còn có áp lực của chu thiên tinh cung hai đại cấm bảo áp bách bức cho chính mình phải đột phá tiến quân đến lĩnh vực rất cao lần này là một lần kỳ ngộ khó mà gặp được không thể có một địa phương nào có được hai tòa cấm bảo cấp đại trận để mà tu luyện hơn nữa lại còn có một vị nhân hoàng thánh chủ để cho hắn luyện tập, mượn dùng hai thứ đồ chơi này, tu vi và thực lực của hắn tất có thể tiến thêm được một bước nữa. Vù, hai tôn nhân hoàng đỉnh cao mạnh mẽ hướng chu thiên tinh quân đánh tới, nắm tay giống như sao rực rỡ một quyền áp chế, hư không động lại, làm cho không người nào có thể trốn. đột nhiên liền phân biệt đem diệp phúc và ngọc chân đại sư hết thảy gắn vào dưới nắm tay, tuy rằng di là thiên địa tháp khắc chế hai tòa đại trận này khiến Chu Thiên Tinh Quân hành động chậm chạp, nhưng uy năng Chu Thiên Tinh Đầu Đại trận vẫn không thể coi thường. Hai đại trận pháp Chu Thiên Tinh Cung bị Di La Thiên Địa Tháp của Diệp Phúc khắc chế, cắn nốt một bộ phận uy năng. Nhưng dù sao thì hai bộ uy năng tiếp cận thánh bảo trận pháp, uy lực vẫn cực kỳ khả quan, thậm chí có thể chấn áp tuyệt đại đa số cấm bảo đương thời. Cứ như ý này, hai trận pháp do cao thủ Chu Thiên Tinh Cung thúc giục vẫn có lực sát thương thật lớn, tiêu diệt được cả thánh chủ chứ không phải chuyện đùa. Diệp Phúc sau đầu bảy đạo công đức kim Lân ong ong chuyển động, đỉnh đầu Di La Thiên Địa Tháp và Ngọc Lâu buông xuống từng đạo khí huyền hoàng và hồng mông tử khí. 66 tay, trong đó một tay cầm kiếm mộc thần trượng, còn 65 tay khác đều tự thi triển Chư Thiên Thần Vương công đức ấn, đồng loạt hướng Ngọc Chân Đại Sư công tới, lại như không thấy Chu Thiên Tinh Quân công kích. Ngọc Lâu rủ xuống nhẹ nhẹ, từng đợt từng đợt hồng mông tử khí không ngừng dung nhập vào trong thân thể của hắn, khiến bản vương bất diệt chân thân của hắn hiện ra tử khí, giống như đúc bằng đồng đỏ lực phòng ngự tăng lên nhiều oanh một tiếng nắm tay tôn chu thiên tinh quân kia oanh đến bảo tháp và ngọc lầu chỉ hơi hơi lay động nhưng vẫn chưa bị công phá ngược lại quả đấm của hắn lại bị chấn cho bắn vọt lên cao hai kiện bảo vật này lực phòng ngự cực kỳ kinh người thậm chí ngay cả nhân hoàng đỉnh phong cũng không thể đánh vỡ diệp húc quát to một tiếng ngọc lâu đột nhiên bay lên hướng chu thiên tinh quân kia đánh tới nghiền ép cho thân thể và xương cốt của y thành bột ngay tại chỗ đồng thời viễn cổ đại phật ngọc chân đại sư cũng bị lọt vào trong công kích tuy nhiên uy năng cấm bảo rung lên đem nắm tay vị chu thiên tinh quân này đánh văng ra lập tức đại phật miệng phun phật âm chấn vỡ cái vị tinh quân này y tuy rằng bị hai tòa đại trận chu thiên tinh cung tiêu diệt đi một bộ phận uy năng tu vi rất lớn thọ nguyên cũng hao tổn thật nhiều nhưng người lao tăng này là kim thân nhập chủ viễn cổ đại phật giơ tay nhấc chân vẫn như trước vẫn có được chiến lực khủng bố của nhân hoàng thánh chủ kim trung bất thoái 65 đạo chư thiên thần vương công đức tấn của Diệp Húc dừng ở trên người vị viễn cổ đại Phật này, chỉ thấy kim quang lưu chuyển giống như một chuông đồng thật lớn gắn vào đỉnh đầu đại Phật, chỉ nghe tiếng chuông đoang đoang không dứt. Ngọc Chân đại sư thực tế đã phải chịu đựng tất cả 65 đạo công kích này. Lập tức y đưa ra một quyền hướng kiến mục thần trượng oanh khứ, triệt tiêu nguyên năng thần trượng này, một quyền khác lại hướng Diệp Húc quanh đến. Mình Vương phẫn nộ một quyền này của hắn giống như viễn cổ thủ hộ Phật Đà phấn nộ minh vương sống lại hơi thở từ bi trở thành hư không mang theo sát phạt khí vô tận thân hình diệp húc ngáng lên một cái dung nhập hư không mở ra một quyền thế công sau một khắc hiện ra phía sau viễn cổ đại phật thần trượng như trụ hăng hăng lên xuống ma viễn cổ đại phật quay đầu giống to quát tháo ra tiếng phật âm cuồn cuộn chấn động dập nát hư không quanh mình oanh kích ở trên người diệp húc làm cho hắn chấn đắc nguyên thần tán loạn bàn vương thiên địa pháp tướng cũng không ổn Tuy nhiên, bản vương bất diệt chân thân lại không có chút bị hao tổ nào. Diệp Phúc hiện giờ thân thể đã mạnh, có thể so với ứng tông đạo và tinh đế và đến gần vô hạn với vô hoàng. Viễn cổ đại Phật mặc dù là cấm bảo, nhưng nguyên năng của tiếng gầm chỉ có thể suy giảm tới nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hắn. Căn bản chấn động không trừ được bản vương bất diệt chân thân của hắn, chỉ có bằng cách cận thân đầu đả mới có thể làm tổn hại đến thân thể của hắn được. Đong Lúc này Diệp Phúc cô hung hăng nện vào đỉnh đầu Đại Phật một trường Đánh đổ vị Đại Phật này tại chỗ Nhưng cũng không thể làm bị thương Ngọc chân Ở xa xa từng mặt đại kỳ cuốn động Càng nhiều chu thiên tinh quân gào thét đánh tới Diệp Phúc và Ngọc chân đại sư lập tức cảm giác được áp lực tăng gấp bội Tốt áp lực càng lớn càng tốt Chỉ có đầy đủ áp lực cường đại Tài năng của ta mới bước bách ra tất cả tiềm lực được Tiến quân vào cảnh giới rất cao Diệp Phúc thét dài không dứt đem cố áp lực này trở thành trợ lực nâng cao tu vi của chính mình, mượn áp lực Chu Thiên Tinh Quân đến luyện hóa gấp bội tiên Quang trong phương trận Thiên Sơn nâng cao tu vi của mình. Chiến ý của hắn hừng hực, vừa mới dũng mãnh tiến, một bên gia phong với Ngọc Trân Đại Sư, một bên chống cự với công Chu Thiên Tinh Quân, có nhiều Chu Thiên Tinh Quân và viễn Cổ Đại Phật công kích, tung hoành đi lại, chiến đấu sát phạt, đánh cho trở long đất lở. Nếu thật sự chống đỡ không được, lợi dụng thân thể cứng rắn, mạnh mẽ chống đỡ công kích của những tinh quân này hắn chỉ cảm thấy tự thân tu vi tăng trưởng nhanh chóng mơ hồ cảm thấy có đột phá thân thể bất diệt và đã có dấu hiệu thành tựu nguyên thần bất diệt mà ngọc chân đại sư lại có chút kinh hồn bạt vía thực lực tu vi của y vượt qua diệp Húc rất nhiều diệp phúc đến nay cũng chưa từng đánh y bị thương nhưng mà ngay cả khi đánh diệp Húc bị thương diệp phúc vẫn chiếm cứ thượng phong chẳng qua y không có gì bảo như di la thiên địa tháp có thể không quan tâm đến ngân hà triệu quang cũng không lo bị rút đi thọ nguyên hiện giờ kim thân của y đã mục chỉ có điều ỷ vào cấm bảo viễn cổ đại phật này mới có thể chống lại diệp húc và nhiều chu thiên tinh quân kim thân của ta đã mục nếu tiếp tục vùi lấp vào trong trận chỉ sợ sớm hay muộn sẽ bị xóa nhỏ tất cả sức sống nhất định phải mong chóng thoát thân thoát thân ngọc chân đại sư ánh mắt chấp động ngay lập tức cánh tay viễn cổ đại phật rung lên đánh lui hai cái chu thiên tinh quân từ trong vòng chiến đấu thoát thân mà ra thân hình chật lóe đã là ngàn dặm chạy ra khỏi phạm vi công kích của chu thiên tinh quân và diệp phúc ngang rời đi. Ngọc Chân Đại sư, chúng ta đang chiến đấu, còn chưa có kết quả sao ngươi có thể đi được? Trước mặt Ngọc Chân Đại sư, hư không đột nhiên mở ra một gốc cây màu xanh lồng lộng áp chế ngay đầu y. Diệp Phúc từ trong hư không bước ra, giơ cao kiếm mộc thần trượng ngăn y lại. "Diệp Thiếu báo, ngươi tội gì khổ sở tranh chấp với lão tăng như vậy?" Viễn Cổ Đại Phật giơ bàn tay lên đón đỡ một kích này của Diệp Phúc, lập tức hư không chấn động, dư ba quét ngang mọi nơi thậm chí quét tan một viên sao lớn, mở miệng từ từ nói ra từng lời. Hiện giờ, uy năng hai tòa đại trận này triển khai, người cũng không có đường thoát thân, không bằng ta và ngươi liên kết, cộng đồng phá trận. Diệp Phúc không thèm nghe, tay quang ra thanh mộc quyền tiếp tục đánh tới. Cũng vào lúc này, chỉ thấy từng mặt tinh phiên gào thét bay tới, đại kỳ khí động lại có một tôn chu thiên tinh quân đi ra hướng hai người đánh tới. Lần này bên trong Chu thiên tinh quân xuất hiện mấy tôn đạt tới cao thủ cấp bậc như tinh đế và ứng tông đạo Thân hình giống như sao, một trưởng có thể che bầu trời, một trưởng có thể phủ mặt đất Một quyền trời cao nổ tung, một cước đất lấn sụp đổ Mặc dù là Diệp Phúc và Ngọc Trân Đại Sư cũng không dám đón đỡ một kích của bá chủ bậc này Loại công kích trình độ này tuyệt đối có thể đem thân thể của hậu hắn đánh nát Thậm chí có thể chấn vỡ cả bán thành phẩm cấm bảo lại cũng có thể đem viễn cổ đại phật từ trong thân thể ngọc chân đại sư đánh bật ra đập nát thân thể của y cũng may chu thiên tinh quân này bị di la thiên địa tháp chấn áp nên hành động chậm chạp cho bọn họ có thời gian tránh né nhưng nếu không có thời gian tránh né hai người cũng có thể thi triển trường không ấn để trốn thoát diệp phúc liên tục ba phen cuốn lấy ngọc chân đại sư khiến vị thánh chủ tiểu quang minh thánh địa này lửa giận ngập trời mặt mày méo mó xem ra không giết tiểu tử này căn bản có có thể thoát thân được tu di phật quốc vô thượng niết bàn hắn quát lên một tiếng lớn đột nhiên chỉ thấy trong tinh không vô biên đột nhiên xuất hiện một phật quốc liết bàn rộng lớn ngàn vạn dặm mở ra trong hai đại trận pháp chu thiên tinh cung hình thành một mảnh dị tượng mênh mông trong vũ trụ tinh không mảnh phật quốc niết bàn này có một dãy núi cực lớn đứng thẳng giống như ngọn núi hình đại lục lồng lộng trong mây núi đất rộng mênh mông có chư phật thiên thần kim cương thiên nữ la hán minh vương rất nhiều thần vương Viễn cổ đại Phật cao cao ngồi trên đỉnh núi, thượng phương hư không, giống như Phật tổ sống lại, uy năng khổng lồ, dường như là chủ tế thống trị Phật quốc Niết bàn này. Đây là ngọc chân đại sư tu luyện cấm pháp tạo thành dị tượng, tiến vào tu di Phật quốc, đó là tiến vào bên trong thế giới của Y. Lâm vào trong vòng trợ pháp của Y, thì mặc cho ngươi có bao nhiêu thần thông đều vẫn bị khắc chế. Diệp phúc từng tại oan hồn hải gặp qua thế giới hình thành cấm pháp của chuẩn lân nữ thánh vương, ở trong phiến thế giới này nơi nơi trốn trốn, sát khí ẩn nấp, nguy hiểm vô cùng. Tuy nhiên, chuyển luân nữ thánh vương đã chết nhiều vạn năm, uy năng cấm pháp thế giới đã suy yếu đi rất nhiều, lại không có người chủ trì, bởi vậy tuy rằng nguy hiểm nhưng không phải là không có cách khắc chế. Mà Ngọc Chân đại sư cũng là dựa vào viễn cổ đại Phật thi triển cái dị tượng đó. Nếu so với thế giới do chuyển luân thương lôi thánh vương lưu lại, còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Diệp Thiếu Báo, người có thể làm cho Phật gia sử xuất toàn lực triển khai tu di Phật quốc cho dù phải chết cũng không tiếc rồi trên đỉnh núi tu di viến cổ đại phật nhìn xuống diệp phúc thanh âm mù rung động vang vọng viến thiên địa này hôm nay phật ra triển khai tu di thế giới vô thượng niết bàn một dạng tu vi lửa mạng với ngươi cho ngươi bị chư phật tinh lọc hồn về cực lạc quỷ xuống đền tối quỷ xuống đền tối quỳ xuống đền tối quỷ xuống đền tối trên tu di sơn quần phật quần thần hét lớn chấn động đến điếc tai diệp phúc đứng ở trong mảnh dị tượng này lập tức tự mình cảm giác được một lực lượng vô hình đè ép dường như chính mình thành một gã phạm nhân tay chớ gà không chặt nghiệp chứng nặng nề sắp gặp phải phật tổ trừng phạt cho dù có là phật tổ sống lại cũng không có khả năng khiến diệp mỗ cam tâm tình nguyện khoanh tay chịu chết đâu phật định tội ta ta liền giết phật huống chi ngươi còn không phải là phật sao có thể xưng phật làm tổ phía sau diệp phúc đột nhiên một mảnh hỗn độn thế giới mở ra một gốc cây xanh miết đột nhiên chui ra khỏi hỗn độn mọc rễ nảy mầm trong chớp mắt liền sinh ra một cây đại thụ che trời mở ra hỗn độn chọc khí trầm xuống thanh khí bay lên ngày nắng sinh thành trăng sáng xuất hiện trời sao điểm điểm ức vạn dặm tinh không ngân hà cuồn cuộn phía dưới là có 18 tầng địa ngục phía trên có 33 tầng thiên giới thiên đình chấn thủ ở phía trên chư thiên lục đạo luân hồi hiện ra ở giữa đất trời bao quát phiến thế giới này mặc dù có là viễn cổ phật đa cũng đã bị lục đạo luân hồi của ta khắc chế chỉ có tài năng như ta mới có thể thẩm phán Phật, thẩm phán thần minh. Ta cho Phật sinh, Phật liền sinh, ta bắt Phật chết, Phật phải chết kìa. Bàn vương khai thiên kinh của hắn tạo thành thế giới càng ngày càng lớn, lục đạo luân hồi, rách dưới ong ong xoay tròn, đè ép tu di Phật quốc, đem một mảnh thiên thần cổ Phật kim cương, minh vương hút lên, thân không tự chủ được, bị hút vào bên trong lục đạo, hóa thành thú vật trong thế giới sinh linh của Diệp Phúc. Đây là cấm pháp hình thành đối kháng giữa thế giới loại đối kháng này chủ yếu là tu vi đối kháng bên nào tu vi yếu trực tiếp sẽ bị đối phương mạnh hơn đem cấm pháp thế giới đè sập hoàn toàn phá hủy tu vi do đối phương đau khổ tu luyện mà có đem một thân tu vi đối phương phế đi không còn một mảnh nếu sống chết không đến ngay trước mắt rất ít người áp dụng phương thức đối kháng cực đoan này diệp phúc tu vi tuy rằng không bằng ngọc chân đại sư nhưng bản vương khai thiên kinh của hắn hình thành thế giới cấm pháp lại cao cấp hơn so với tu di phật quốc của ngọc chân giống như một quả bóng bằng nước và một quả bóng bằng sắt quả bóng sắt tuy nhỏ lại có thể dễ dàng đánh tan quả bóng nước không bởi vậy tuy rằng cấm pháp thế giới của hắn nhỏ nhưng lại có thể hình thành khắc chế trời sinh với tu di phật quốc viễn cổ đại phật giận dữ quát một tiếng xa xa một trường vươn ra bàn tay to che khuất trời xanh hướng thế giới diệp phúc chụp tới thế giới của hắn bị đập vụn xóa nhỏ cấm pháp của hắn phế bỏ một thân tu vi của hắn diệp phúc vừa xảy bước nhập vào bên trong thế giới của mình hóa thành người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất đồng thời một tay vươn ra đánh bừa một kích vào bàn tay to của đại phật hai thế giới kia dung chuyển không ngớt từng mảnh từng mảnh sụp xuống lập tức thế giới diệp phúc đình chỉ sụp đổ lại khuếch trương trở lại tu di phật quốc phạm vi càng ngày càng nhỏ điều này cho thấy tu vi cấm pháp của ngọc chân đại sư đang không ngừng bị cấm pháp của diệp phúc xóa nhòa tu vi sẽ thật sự rất xuống nếu tu vi phật quốc hoàn toàn bị hủy tu vi của hắn sẽ hóa thành đen tối đương nhiên không còn viễn cổ đại phật giận dữ giống lên liên tục không ngừng công kích diệp phúc cứng rắn chống lại từng đạo tiên quang từ trong ngọc lâu bay ra hóa thành tu vi hùng hồn bất cứ lúc nào cũng tu bổ thế giới sụp đổ khiến thế giới của mình càng lúc càng lớn đem tu di phật quốc đè ép càng nhỏ hơn không qua bao lâu thế giới của hắn và tu di phật quốc đã khổng lồ ngang nhau địa vị ngang hàng ngọc chân đại sư xu hướng suy tàn càng thêm rõ rệt diệp thiếu báo cùng phật gia đồng quy vu tận đi ngọc chân đại sư ánh mắt lộ ra sắc tuyệt vọng Viễn cổ đại Phật cười ha ha Điên cuồng vô cùng Trên tu di Phật quốc Chư Phật Niết Bàn Hơi thở tử vong chảy rộng ra toàn bộ thế giới Chỉ trong thoáng chốc Vạn vật tiêu linh Chư Phật và các thiên thần Thối giữa toàn kim thân Liên tục tử vong Thiên nhân ngũ suy Thần Phật tử vong hóa đạo Ngọc chân đại sư chủ động Làm nổ toàn bộ tu vi của mình Cấm pháp bốc cháy Tạo thành thiệt hại hư tổn không gì sánh nổi Loại hơi thở tử vong này bắt đầu xâm nhập vào trong thế giới của Diệp Húc, khiến thế giới hắn bắt đầu tàn lụi. Vù vù Một ngôi sao dính tử khí Rơi xuống khỏi tinh không trên cao kia Rơi thẳng xuống lục địa Xuyên thủng cả lục địa trong thế giới hắn Tử tinh xuyên qua lục địa Đánh vào trong tập phương u minh ma thổ Xuyên thủng tầng tầng thế giới Rồi mới nổ tung Ngay sau đó Vô số ngôi sao hóa thành tử tinh rơi xuống Chỉ trong chớp mắt Liền nện vỡ lát thế giới của Diệp Húc Ngay cả thiên đình cũng nghiêng đi Thiên hà đổi chiều Gần như muốn rơi khỏi Tam thập tam thiên Nện cho tam thập tam thiên Long trở lại đất đây là uy năng bộc phát ra khi cường giả cấp thánh chủ tự hủy diệt mình nó trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới cấm pháp của diệp phúc sau đó hủy diệt cả hắn thánh chủ tự bạo thế giới cấm pháp chư phật niết bàn trong thế giới cấm pháp của diệp phúc kia các đại chu thiên tinh quân những hơi thở thiên nhân ngũ suy trước thọ mệnh sắp hết bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống không chỉ như vậy các thiên địa pháp tướng khác của hắn như thập điện diêm la vương trong thập phương u minh ma thổ hàn nguyệt tiên nga nữ thần trong quảng hàn cung Hồng Mông Thanh Đế ngồi trên thanh liên, Hạo Thiên Đại Đế ở trong mặt trời cùng với 33 vị thiên đế chấn thủ Tam Thập Tam Thiên và Ngọc Hoàng Đại Đế trong thiên đình đều rơi vào trong thiên nhân ngũ suy. Chỉ có vị bàn cổ thiên vương đầu đội trời chân đập đất, bàn vương chân thân kia là không có bị lây dính hay thở tử vong, thân thể vẫn như tử kim, cơ bắp cuồn cuộn, vẫn có sức mạnh khai thiên lập địa to lớn kia. Ngọc chân Đại Sư cười ha hả, thế giới cấm pháp lão ta nhanh chóng sụp đổ chúng phật thiên thần lần lượt tiết bàn hóa đạo thân thể của lão có bắt đầu phân giải chỉ còn vị đại phật viễn cổ vẫn khoanh chân ngồi trong khung trung như trước khuôn mặt từ bi nhắm mắt không nói gì mà chỉ ngồi xem tất cả diễn ra ngọc chân người cho là tự báo thế giới cấm pháp là có thể kéo ta đi cùng hay sao diệp phúc để mặc cho hơi thở hủy diệt xâm lấn vào thế giới cấm pháp của mình từng vị tinh quân bắt đầu tử vong lập tức thập điện diêm la vương cũng bắt đầu niết bàn hóa đạo khiến cho tu vi của hắn giảm mạnh chư phật chết mà ta không chết lục đạo luân hồi ở trong thế giới một lục đạo luân hồi sức mẻ ong ong chuyển động một chiếc luân bàn thật lớn dâng lên từ trong địa ngục càng lúc càng lớn đem thập phương u minh địa ngục đại lục hải dương chu thiên tinh đấu ngân hà tam thập tam thiên thiên giới thiên đình nhét hết vào dưới bóng của lục đạo luân hồi luân hồi chuyển động từng vị tiên quân đã chết từ trong lân bàn thật lớn kia sống lại tiếp tục chấn thủ chư thiên từng vị diêm la vương đã hóa đạo cũng đi ra từ trong lục đạo luân hồi chấn thủ u minh ngay cả những ngôi sao rơi xuống từ trên bầu trời cũng được tái tạo lại một lần nữa tu vi của hắn lại khôi phục vẫn là trạng thái đỉnh cao như trước ngọc chân người phát nổ đi thế giới cấm pháp của ta không chế lục đạo luân hồi đem nhân thần quý trong trời đất nhét hết vào trong lục đạo chân linh bất diệt chư thần bất tử cho dù ngươi có tự bạo cả nghìn lần, vạn lần, thì cũng đừng hòng làm ta bị thương được. Quanh thân ngọc chân đã dấy lên phật hỏa hừng hực, tự mình thiêu đốt, niết bàn hóa đạo, xuyên qua tầng tầng phật hỏa dày đặc. Lão nhìn thấy thế giới cấm pháp đổ nát, không chịu nổi của Diệp Phúc bắt đầu khôi phục nguyên trạng, không khỏi chấn động. Phật gia tự bạo thế giới cấm pháp, niết bàn chư phật, rồi mà không thể làm tên tiểu tử này bị thương, không phục, ta không phục. Ngọc chân Đại Sư sớm đã không còn khí chất trời sập cũng không sợ của Thánh Chủ. Lần này lão tiến vào trong hai tòa đại trận của Chư Thiên Tinh Cung kia thì chuyện gì cũng không như ý. Chẳng những bị Thánh Chủ hạ ra chấn nhiếp, phách khả lão tổ chấn áp, hai tòa đại trận khắc chế, thậm chí Diệp Phúc cũng ngăn cản lão, khiến lão nâm vào trong tuyệt cảnh. Lần này lão tự thấy không có hy vọng chạy trốn nên đã tự bạo tu di Phật quốc, tự giải niết bàn, định kéo Diệp Phúc đồng quy vô tận. Ai ngờ chẳng những không hủy diệt được Diệp Phúc mà hắn ngay cả một vết thương cũng không có chỉ đổi được một câu đùa cợt người phát nổ đi từ đối phương diệp thiếu báo người muốn giết phật gia chẳng qua là vì thèm thuồng bảy đạo công đức kim luân của phật gia để người có thể tu luyện công đức kim luân đến cảnh giới đại viên mãn ngọc chân đại sư cười ha ha tu di vật quốc sụp đổ hoang tàn trong chớp mắt thần sơn vỡ lở quần thần chư phật chết hết chỉ còn lại một mình ngọc chân nguyên thần và thiên địa pháp tướng của lão bắt đầu tan rã kim thân hóa thành kim thủy chảy xuống lão cười to hiện giờ Phật gia tự bảo thế giới cấm pháp hóa đạo, ngươi đừng hỏng lấy được một chút công đức nào, từ Phật gia. Uhm. thế giới của lão hoàn toàn sụp đổ chỉ trong chốc lát, kim thân ngọc chân đại sư hoàn toàn chảy hết, chỉ còn lại một bộ xương không. bảo thấp của lão hiện ra, linh quang tỏa sáng, bắt đầu vạn kiếp. lại đúng lúc này, một bàn tay từ trên trời phủ xuống, đây là bàn tay của Diệp phúc che khuất cả bầu trời. người không giết được Phật gia, ngọc chân kêu gào. Oanh Một trưởng của Diệp Phúc rơi xuống Đánh ra các loại chư thiên thần vương công đức ấn Đánh nát ngọc chân đại sư Cùng với cả chân linh bất diệt của lão Ông Bảy đạo công đức kim luân sau đầu Diệp Phúc Nhanh chóng xoay tròn ong ong vang lên Tà Phật hát lớn Cuối cùng vòng công đức kim luân thứ 8 hình thành Một loại cảm giác thành tựu công đức Thêm thân tự nhiên sinh ra Tám đạo công đức kim luân chuyển động Khiến cho Diệp Phúc trông như một vị thần vương Vạn pháp bất xâm Vạn bảo bất thương công đức kim luân này dường như còn thiếu sót gì đó diệp phúc nhắm mắt ngưng thần cẩn thận tìm hiểu sự ảo diệu của công đức kim luân đột nhiên lên hiểu ra bốn tầng đầu của công đức kim luân luyện bảo diệu quyết là hắn lấy được từ trong thạch cổ thư viện ở hoàng tuyến ma tông bốn tầng sau thì lấy được từ trong tay sơn môn hộ pháp bảo nguyên đại thiền sư của tiểu quang minh thánh địa nhưng bất kể là hoàng tuyến ma tông hay tiểu quang minh thánh địa thì môn công pháp này đều có nguồn gốc từ ân khư chính là do thăng hoàng truyền lại mà môn công pháp của thăng hoàng này lại do đế khốc thần vương truyền lại chỉ sợ công đức kim luân thực sự không phải là một môn pháp môn đầy đủ chỉ có đế khốc thần vương mới có thể biết được công đức kim luân chân chính hơn nữa diệp phúc còn cảm giác được tám đạo công đức kim luân này e rằng không thực sự là đỉnh cao của môn công pháp này nếu như đi lên thì còn có tầng cao hơn công đức kim luân luyện bảo diệu quyết nhưng cần thiện công nghiệp quả e là sẽ lớn đến không thể nào tưởng tượng được dù có tàn sát thiết sinh linh trong thế giới vô hoang này cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra được một đạo công đức kim luân nếu như ngưng tụ ra một đạo công đức kim luân thì hắn chính là cao thủ cấp thánh hoàng trong thiên hạ này không có địch nhưng dù là thăng hoàng e là cũng không có công đức kim luân luyện bảo diệu quyết đầy đủ chỉ có đế khốc thần vương mới biết được cấm pháp mà đế khốc thần vương khai sáng ra quả thật không hề tầm thường chẳng những nguyên năng hùng mạnh mà còn tự thành hệ thống hoàn toàn khác với cấm pháp khác có trách năm đó ông ta có thể tranh đoạt ngay vàng thiên đế với đường kim thiên đế diệp phúc không nhìn được kính nể nhân vật thượng cổ này không thôi Tông đức kim luân luyện bảo diệu quyết hoàn toàn có thể được gọi là cấm pháp cấp thượng đế tự thành một phái riêng người khai sáng không khác gì sở hữu nguồn khai sáng nhân vật như vậy gần như có thể nói là người hậu tuyển cho thiên đế tài hoa vô cùng đáng để người khác kính nể có thể gọi là đại tông sư từ xưa đến nay tu luyện công pháp mà người xưa truyền lại thì dù tu vi có cao tới đâu cũng chỉ là một tên tượng sư chỉ có khai sáng ra cấm pháp của mình thì mới là tông sư bậc thành tiêu này của đế khúc thần vương mới là đại tông sư chấn động cổ kim Diệp Húc lẩm bẩm nói: "Dẫm nát vị đại tông sư chấn động cổ kim này chính là thiên đế, đương kim thiên đế đánh bại đế quốc thần vương, chắc hắn cũng là một nhân vật tài hoa hơn người, càng làm cho nhân thần hướng tới." Đột nhiên, Diệp Húc cảm giác được nguy hiểm vô cùng mãnh liệt truyền đến từ trong hai loại tòa đại trận của Chu Thiên Tinh cung kia, không khỏi cảnh giác. Phách Khả lão tổ nhô đầu ra khỏi ngọc lâu của hắn, ôm mồm nói: "Thiếu bảo, người có cảm thấy không?" Diệp Phúc trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ là tinh đế ra tay, định thúc dục tòa đại trận này, diệt trừ ta ở trong hay sao?" Tình đế là vua hoàng sao?" Phách Khả lão tổ hiếu kỳ hỏi, Diệp Phúc lắc đầu: "Không phải, nhưng người này đã đến rất gần cảnh giới vua hoàng, thậm chí đôi khi còn tản ra uy áp của vua hoàng. Nếu người này ra tay thì chắc chắn có thể thôi phát ra 10 phần uy năng của Chu Thiên Tinh Đấu và ngân hà chủ quang đại trận." "Không phải vua hoàng, thì dù có dùng hết sức bú sữa sứ mẹ ra cũng không khiến lão tổ ta cảm thấy nguy hiểm. thách khả lão tổ phủ nhận cách nhìn của diệp phúc râu rồng hơi rung lên lão quát chúng ta lập tức rời khỏi nơi này nếu như lão tổ đoán không sai tòa bảo tháp kia của ngươi đã cắn nuốt tất cả uy năng bên ngoài của hai tòa đại trận này động đến căn nguyên của chúng khiến cho vị đại nhân vật luyện chế ra hai món cấm bảo này nổi giận diệp phúc nghe vậy không nghĩ ngợi gì mà lập tức thu hồi di la thiên địa tháp tế ngọc lâu lên vươn người đứng dậy hóa thành một vệt sáng đỏ bay ra ngoài trận hiện giờ hắn tu thành tám đạo công đức kim luân khiến cho trường không ấn càng thêm thần diệu độn một cái là đi ba vạn dặm thân hình của hắn nhoáng lên liên tục trong chớp mắt đã đi được nhiều vạn dặm thẳng đến bên cạnh vũ trụ tinh không do hai tòa đại trận hóa thành cùng lúc đó phách hạ lão tổ ở trong ngọc lâu kia cũng không ngừng đánh ra đánh phá hư không phá vỡ đại trận khiến diệp phúc nhanh chóng chạy đi kẻ nào dám to gan phá hỏng vũ bảo của ta ở phía sau bọn họ, từ sâu trong vũ trụ tinh không truyền đến một giọng nói thật cổ xưa. Một luồng hơi thở như gió xuân kéo đến, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp như mùa xuân. Đây là hơi thở của Thánh Hoàng. Thánh Hoàng công đức vô lượng, giáo hóa chúng sinh, nên không có bá đạo như vô hoàng mà như xuân phong tế vũ, nhưng làm cho người ta không có lực phản kháng. Lấy thiên làm tông, lấy đức làm gốc, lấy đạo làm cửa, tìm hiểu thiên địa tạo hóa, gọi là Thánh Hoàng phát cả lão tổ lộ ra vẻ khiếp sợ lẩm bẩm nói trong môn phái nho nhỏ này mà cũng có người trở thành thánh hoàng thậm chí đem thánh hoàng phân thân của mình đưa vào trong hai món cấm bảo còn mạnh hơn cả thăng hoàng thiếu bảo nếu uy năng của hai món bảo vật này không bị bảo tháp của ngươi cắn nuốt thì chỉ sợ qua vài năm nữa hai món bảo vật này sẽ tự động hấp thu chu thiên tinh lực rồi trở thành thánh hoàng chi bảo thánh bảo lão tổ ngài có thể đỡ được không phách khả lão tổ lắc đầu suy sụp nói nếu như là cấm pháp phân thân của vua hoàng thì cho dù là vua hoàng chân thân lão tổ ta cũng có thể đỡ được nhưng thánh hoàng ư phòng chừng ý chí bất tử của lão tổ ta cũng có thể bị hắn xơi xơi tái xóa đi kìa diệp húc không nhận được dùng mình một cái ngay cả ý chí bất tử đều có thể xóa đi đây là loại sức mạnh cường đại đến nhường nào đây phá hỏng vua bảo của ta mà còn muốn đi sao ở phía sau bọn họ trong tinh không vô ngần kia một bàn tay tinh quang đưa đến chỉ một thoáng liền lướt qua hàng tỷ vạn dặm giáng đến đỉnh đầu của diệp phúc diệp phúc giận hết cả tóc cái bàn tay tinh quang này chính là do thánh hoàng phân thân thi triển hiển như là di la thiên địa tháp của hắn cắn nuốt quá nhiều năng lượng của hai tòa đại trận chu thiên tinh cung kia nên đã kinh động đến thánh hoàng phân thân bên trong cái loại uy thế này so với phế khả lão tổ vị vô hoàng kia còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần trực tiếp giam cầm tu vi của hắn khiến hắn không có lực hoàn thủ hiện giờ Tuy tu vi Diệp Húc chỉ kém nhân hoàng thánh chủ một chút, thế nhưng cũng không phải là tầm thường. Thế nhưng, hắn lại bị chấn áp tu vi, có thể thấy được loại thực lực này cùng bố ra sao. Không phải là thứ hắn có thể chống lại, cho dù vua hoàng đến cũng không được. Lão Tổ không phát uy, thì ngươi cho là ta là rùa sao? Phách hạ Lão Tổ giận dữ, đột nhiên từng tòa đại đỉnh bay ra khỏi ngọc lâu của Diệp Húc, len keng va chạm, hợp thành một tòa đỉnh lớn, nó đánh tới bàn tay tinh quang to lớn kia. Kiều đỉnh trấn thần châu trước đỉnh lớn này mơ hồ tràn ra hơi thở độc hữu của thánh bảo thánh uy minh mông chấn áp thiên địa chấn áp toàn bộ thế giới vô hoang vũ hoàng luyện hóa chín lục địa thành chín đỉnh chính là để chấn áp thế giới vô hoang khiến cho tất cả các thánh địa không thể chống lại sự thống trị của đại hạ hiện giờ tòa thánh bảo rút cuộc tái hiện tình hình thịnh vượng ngày xưa bàn tay thanh quang kia còn chưa hạ xuống thì đã bị món thánh bảo này đụng nát phách khả lão tổ bị chấn cho hơi thở tán loạn thân thể khổ cực mãi mới luyện chế thành âm âm nổ tung thân thể nguyên bản của nó đã bị nghệ hoàng phá hủy khi được diệp phúc thả ra từ trong nghệ hoàng kim tiễn mới bắt đầu ngưng tụ ra luyện thân thể mới thân thể này còn chưa được nó tu luyện tới độ cao của vua hoàng bởi vậy khoảnh khắc đối kháng với bàn tay thánh hoàng phân thân kia nó đã lập tức nổi tung không chỉ như vậy lần đối kháng này đã làm bản thể của nó bị thương suýt nữa thì khiến cho nó ý chí bất tử tán loạn làm cho uy năng bản thân giảm đi nhiều thật đáng giận uy năng của thiên địa dương ba đính vẫn chưa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh nếu không thì lão tổ ta sẽ không bị thương như thế này Phách khả lão tổ lập tức thua kiều đỉnh Rồi lùi về ngọc lâu ôm ôm nói Thiếu bảo. Lão tổ ta tranh thủ một con đường sống cho ngươi rồi đấy Giờ có chạy khỏi sự đối giết của thánh hoàng phân thân hay không Đều dựa vào ngươi Thánh bảo của Vũ hoàng sao Hóa ra là cao thủ hạ đại hạ Không ngờ thế giới vu hoàng này Còn có Vũ hoàng tồn tại ở sâu trong hai tòa đại trận một tiếng suyệt khẽ truyền đến Tiếp theo là một bàn tay tinh quang lại rơi tới, vượt qua không gian xa xôi, chộp tới Diệp Phúc. Hiển thiên thần vương, trường không ấn, đi! Diệp Phúc tức giận giết gào, sau đó hắn đột nhiên hiện ra tám đạo công đức kim lân, chuyển động liên tục. Dưới nách hắn, liên tục mọc ra 66 cánh tay cùng 33 cái đầu ở trên cổ. 66 bàn tay đồng loạt thi triển trường không ấn, một tiếng ngầm vang lên, thân hình hắn như ánh sáng biến mất chỉ trong giây lát tốc độ của hắn nhanh hơn ban nãy đến 66 lần, liên tục nhướng lên, khó khăn lắm mới tiệm qua giữa ngón tay của bàn tay tinh quang kia. Rốt cuộc hắn cũng đánh vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận và Ngân Hà trụ Quang đại trận, lao ra khỏi không gian vũ trụ, do hai tòa đại trận này hình thành và trốn thoát. Trên trời dưới đất này, không ai có thể trốn thoát khỏi tay ta." Thanh âm kia nhàn nhạt, nhạt nói, bàn tay tinh quang kia thò ra khỏi đại trận, chộp tới Diệp Húc, một trưởng che phủ cả không gian trăm vạn dặm, chỉ thoáng chốc đám nhân hoàng thánh chủ trong chu thiên tinh cung bỗng thấy bóng tối che phủ vòng trời tinh quang vô biên không khỏi vô cùng khiếp sợ phía sau bàn tay này chính là một cánh tay trắng nõn thò ra từ trong hai tòa đại trận không nhanh không chậm chụp tới một luồng ánh sáng ánh lửa đỏ kia liên tục thoáng hiện trong hư không mỗi một lần xuất hiện là hư không vỡ nát ngàn dặm hóa thành hỗn độn hư vô tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng được tuy nhiên tốc độ của ánh lửa dù nhanh nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay tinh quang kia vẫn luôn bị nó bám ở sau lưng. Xoẹt. Quần áo toàn thân Diệp Phúc bị gió lốc hư không phá tan tành thành từng mảnh nhỏ, lộ ra cơ thể hùng tráng. Tốc độ của hắn đã siêu việt cực hạn, bàn vương chân thân bắt đầu rạn nứt, làn da cơ bắp đều bị xé nứt ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến nỗi hư không không thể chứa được nổi, đụng vào da thịt gần như tương đương với một kích thật mạnh của đại Phật miễn cổ mà Ngọc Chân đại sư đã thế lên. Nhưng cũng may là hắn đã tu thành thân thể bất diệt, Ngọc lâu trên đỉnh đầu rủ xuống từng đợt hồng mông tử khí, không ngừng tu bổ thân thể tàn phá kia, không đến mức bị hư không loạn lưu làm cho hắn tăng xương nát thịt, đồng thời, tiên quang ở trong phương trận tiên sơn bị hắn điên cuồng luyện hóa, tấn nốt như không muốn sống nữa để tăng tu vi lên, khiến cho tốc độ của mình lại tăng lên, thoát khỏi sự truy sát của bàn tay tinh quang kia. Hiện giờ, hắn chỉ có thể không ngừng thi triển Hiển Thiên Thần Vương trường Không Ấn, tất cả những ấn pháp vô pháp khác đều chẳng thể sử dụng, nếu không tốc độ chậm lại dù chỉ một chút thôi, thì hắn sẽ bị bàn tay tinh quang kia bắt được rồi bóp chết. Trong vũ trụ tinh không, đám người tinh đế và ma hoàng đang chiến đấu tới thời kỳ mấu chốt nhất. Y đã liên tục đánh bại, hủy diệt đi cấm pháp phân thân của hai vị tuần thiên sứ. Lúc này thì đang đối với cấm pháp phân thân của ma hoàng. Oanh một tiếng, vô cùng vô tận trụ quang quanh thân Y Ma phủ lấy ma hoàng. Y giống như vị hoàng đế khống chế tinh không. Tinh đấu trụ quang vần quanh thân Y, tất cả đều bị Y giám nát dưới chân. Dù đối phương có là ma hoàng nổi danh lừng lẫy thì cũng không sợ chút nào tình đế kia thực lực của ngươi quả khiến cho bản hoàng bất ngờ nhưng so với cấm pháp phân thân của bản hoàng thì còn kém một bậc trong tinh không quanh thân tinh đế từng mảnh thế giới xuất hiện thập điện diêm la chấn thủ các u minh địa ngục hàng cổ vĩnh tồn năm tháng đều không thể xâm nhập ma hoàng sải bước đến thập phương u minh chấn trụ ngân hà trụ quang hắn lại có ngàn tay ngàn chân ngàn mắt thế công vô cùng mãnh liệt ma hoàng Cấm pháp phân thân chỉ là cấm pháp phân thân, không có thân thể chân chính, không có pháp lực. Hôm nay thạch mộ sẽ diệt trừ cấm pháp phân thân này của ngươi. Tinh đế thét dài một tiếng, đón đỡ ma hoàng. Y sớm phát giác ra hai tòa đại trận của chu thiên tinh cung kia xảy ra vấn đề. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng lớn như vậy kể từ khi chu thiên tinh cung được thành lập tới nay. Tuy nhiên y thân là người đứng đầu tinh cung nên biết rõ uy năng hai tòa đại trận này, bởi vậy cũng không để ý cho lắm. Ngược lại y càng thêm hăng hái liên tục đánh bại cấm pháp phân thân của hai vị tuần thiên sứ củng cố lại tâm cảnh vốn bị diệp phúc đả kích phá hỏng không gì phá nổi kia dựa vào sức một mình không sử dụng bất cứ vu bảo nào mà liên tục đánh bại cấm pháp phân thân của hai vị vua hoàng đã khiến lòng tin của hắn càng thêm hùng mạnh tâm cảnh càng thêm kiên cố lại tu thành tâm cảnh tu vi thiên địa động ta bất động thiên địa diệt ta bất diệt sở dĩ khiêu chiến với cấm pháp phân thân của ba vị vua hoàng cũng không phải là chưa từng suy nghĩ cận kẽ vài câu đôi lời của tên Diệp Phúc và con phá cầu kia đã phá vỡ tâm cảnh tu vi mà hắn dưỡng thành ngàn năm, chỉ có khiêu chiến với Vu Hoàng, chiến thắng cấm pháp vân thân mới có thể khiến cho tâm cảnh của hắn khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn, từ đó mới có thể ổn định được các cảnh giới cao hơn. Oanh! Bọn họ chưa kịp giao thủ thì không gian trước mặt đột nhiên vỡ tung, Diệp Phúc lao ra từ trong hư không, hóa thành một vệt sáng lửa, nhanh chóng biến mất, chỉ để lại âm thanh Chào Ma Hoàng, tinh đế, các người cứ tiếp tục đi, ta đi trước đây. Ma Hoàng lập tức nổi giận quát to. Diệp thiếu báo, người năm lần bể lượt đối nghịch với bản Hoàng, giờ còn muốn đi ư. Gã còn chưa kịp nói xong thì đã thấy một bàn tay tinh quang bao phủ trăm vạn dặm kéo thẳng tới nơi này. Không khỏi chừng lớn ma nhãn, không nói được lời nào mà vội vàng lao đi theo thông tích Diệp Húc. Tinh đế cũng phát hiện ra kẻ cản trở trận chiến giữa hai người, bọn họ là Diệp Húc. Lửa dẫn bốc lên hừng hực trong lòng Y đang định nói chuyện Thì cũng nhìn thấy bàn tay kia Không nhận được dùng mình một cái Hắn nhoáng thân hình lên Chạy song song với ma hoàng Nhanh chóng lao vào sâu trong tinh không Ờ ừ, hay Vì sao ta phải chạy Tinh đế đột nhiên tỉnh ngộ Người khác có lẽ không nhận ra Chứ hắn thì hiểu rõ Bàn tay tinh quang này Tất là của cấm pháp phân thân của Thánh Hoàng Mà tổ sư tinh cung đã luyện chế ra Hai tòa đại trận này để lại Y chính là kẻ đứng đầu tinh cung hiện nay Gặp tổ sư liền vội vàng bỏ chạy Chẳng phải là làm cho người ta cười dụng răng hay sao Rắc một tiếng Một ngôi sao bị bàn tay kia giật qua Lập tức tan vỡ Tinh hạch cũng bị đánh nát Toàn bộ ngôi sao này đều bị nghiền thành cặn bã Tinh đế quay đầu nhìn thấy cảnh đó Không nhận được hoảng sợ Không dám chắc chắn rằng Nếu mình dừng lại thì bàn tay này có vượt qua mình Rồi tiếp tục công kích Diệp Húc và Ma Hoàng hay không Ngộ nhớ tổ sư không nhận ra ta Chẳng phải là ta chết quá oan uổng hay sao Y cũng không dám mạo hiểm như vậy Tiếp tục lao đi Trong lòng vừa giận lại vừa sợ Tâm cảnh vừa ổn định được Lập tức bị phá hỏng Y thầm nghĩ Thằng nhãi giật thứ bảo này Thật đúng là trời sinh ra để đối đầu với chu thiên tinh cung ta So với tên ứng tông đạo Còn đáng giận hơn hắn Ba lần bề lượt phá hỏng đại kế của ta Giờ lại dẫn ra tổ sư phân thân Không phân biệt ai với ai Ngay cả ta cũng bị liệt vào danh sách công kích kìa Kẻ này tâm cơ thâm trầm So với ứng tông đạo còn cao hơn một bậc Kỳ thực Y lại nói oan cho Diệp Húc. Diệp Húc chỉ tiện đường bỏ trốn sang bên đây, nhìn thấy bọn họ đang giao thủ nên trả hỏi một tiếng. Tuy cũng có tâm tư gắp lửa bỏ tay người, nhưng cũng không phải là cố ý. Bàn tay tỏa ra từ trong hai tòa đại trận của Chu Thiên Tinh Cung, rất cuộc đạt tới cực hạn. Nó vỗ một cái thật mạnh, lập tức khiến cho quần tinh lệch vị trí, vỗ sụp đi không biết bao nhiêu ngàn dặm hư không. Diệp Húc, Ma Hoàng và Tinh Đế đều ở trong phạm vi ảnh hưởng của một trường này bọn họ bị quạt đi như sao băng rơi vào trong hư không loạn lưu không tụ chủ được mà rơi xuống một trường này đánh bọn họ bay đi không biết bao nhiêu ngàn dặm qua hồi lâu mới ổn định lại được thân hình khi ngẩng đầu nhìn lên trước mắt là một mảnh băng tuyết bao la nơi đâu cũng là những tòa băng sơn cao tới mười mấy vạn trượng trời đất đầy một màu trắng của băng tuyết diệp phúc liên tục ho ra máu nhưng lòng lại có phần vui mừng lần này hắn lưu mạng để tránh sự đổi giết của bàn tay tinh quang kia luyện hóa tinh quang như đùa dẫn với tính mạng cuối cùng cũng đột phá thành công tu thành nguyên thần bất diệt thật đáng tiếc cấm bảo của tiểu quang minh thánh địa thất lạc ở trong hai tòa đại trận chu thiên tinh cung kia ta còn chưa kịp thu đi diệp phúc thấy tiếc của ánh mắt quét tới một nơi thấy ma hoàng mặt mũi âm trầm cùng với tinh đế mặt mũi cũng âm trầm một trái một phải đứng cách mình không xa trong lòng không khỏi mấy động <laughs> vừa mới ra khỏi hang hố lại lầm vào bầy sói lần này thì gay rồi gay thật rồi Ma hoàng bệ hạ Lần này là ngươi ra tay hay để thạch mẫu ra tay đây Tinh đế mặt không chút thay đổi Nghiến răng khen khách khen khách Lộ ra một nụ cười hiếm khi thấy nói Bộ mặt ma hoàng kia lại càng thêm âm trầm Gã cười ha ha nói Chỉ bằng ta và ngươi cùng ra tay Xem tên tiểu tử này rút cuộc chết trong tay ai Ý ngươi như thế nào Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến Tập 154 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Và cũng là tập duy nhất của tối ngày hôm nay Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại